Ngài A Na Lực từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vài áo bên phải, chắp tay trình thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như Thế Tôn dạy, căn bản trong một tam giới có năm thứ chín: một là đất, hai là nước, ba là gió, bốn là lửa, năm là điện từ âm dương. Năm thứ ấy, Đức Thế Tôn dạy thứ nào nó ở yên ngôi vị của nó, cớ sao lại có hình tướng của thế gian này? Đức Phật dạy ngài A Na Luật: Này ông A Na Luật, năm thứ trên Như Lai thấy và biết rõ, thứ nào cũng có tánh thường riêng của nó, không thêm cũng không bớt. Bởi vậy, Như Lai gọi là thường, vì năm thứ trên kết hợp lại tạo thành chuyển động, gọi là hành. Hành tức phải di chuyển nên tạo thành lực hút. Có lực hút nên có đối kháng, có đối kháng thì phải có chiều ngược và chiều xuôi. Còn chiều ngược đi lên gọi là dương, chiều xuôi đi xuống gọi là âm. Khi âm dương kết hợp nhau nên phải sanh hóa ra thiên hình vạn trạng. Các ông xem kỹ, ở thế giới này coi muôn vật gì khi sanh ra mà không phải bởi âm dương kết hợp không? Vì sức hút của âm dương nên có duyên hợp, gọi là nhân duyên. Vì có nhân duyên nên có kết quả, gọi là nhân quả. Cái nhân quả ban đầu như thế, rồi trùng trùng điệp điệp nối tiếp với nhau, khó mà trở lại với cái ban đầu được. Như Lai dạy thêm: Trong càn khôn vũ trụ này, mặt trời, mặt trăng và vô số hành tinh lớn nhỏ không thể nào dùng toán số của cái đầu suy nghĩ vật lý của loài người mà hiểu được, cũng như bộ máy xoay thuận chiều và ngược chiều của vật lý âm dương, kể cả cái biết tự nhiên thanh tịnh Phật tánh của Như Lai cũng không biết hết được. Ngài A Na Luật hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao các đạo mà Đức Thế Tôn trước kia theo học, họ bảo vạn vật này là do vị nào đó sanh ra? Đức Phật dạy: Vì các giáo chủ ấy, họ tu hành thiền định, chỉ đạt đến sơ thiền, hoặc người đạt cao hơn, nhưng tất cả đều là họ dụng công tu theo vật lý trần gian này mà thành tựu. Vì thành tựu của vật lý, họ thấy thân tâm rất an lạc, mà cái an lạc này là của vật lý. Họ trụ vào cái an lạc đó, rồi tưởng tượng thêm, rồi nói như vậy. Ở thời ấy, Như Lai cũng thấy như vậy. Vì đầu óc Như Lai không thấy thuận lý, nên Như Lai quyết chí phải tìm cho ra lẽ thật, nên tu thêm thiền thanh tịnh, nhận biết được ba cái minh mà các ông đã biết. Vì vậy, Như Lai biết thật rõ ràng từ hành tinh lớn gấp nhiều lần địa cầu này, cũng như thấy biết những sinh vật rất nhỏ chỉ bằng 1/10 hạt cát. Đến đời Mạt Thượng Pháp gọi là vi trùng, còn bụi nhỏ hiện giờ gọi là vi trần. Người Mạt Thượng Pháp gọi là nguyên tử. Đơn vị nguyên tử chưa phải là đơn vị sau cùng, mà còn một đơn vị nữa là điện tử. Vì sao gọi là điện tử? Tuy là rất nhỏ mà nó cũng có sự sống nên gọi là điện tử. Ngày nay chúng ta tạo ánh sáng bằng những cây có dầu. Đến đời Mạt Thượng Pháp, họ lấy nguồn dầu từ lòng đất và dưới lòng biển. Họ thông minh đến nỗi tạo nguồn ánh sáng bằng điện. Sự sáng ấy giống như là tia chớp của sấm sét vậy. Nhờ có nguồn điện này mà họ chuyển hình ảnh và tiếng nói từ góc trái đất này đến góc kia của trái đất rất nhanh. Hiện giờ, Như Lai sử dụng Phật nhãn nhìn thấy hình ảnh ở cõi vô hình. Nhưng đến đời ấy, việc thấy những hình ảnh ở nơi cõi vô hình không khó đối với họ. Ngài A Na Luật hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, đến đời Mạt Pháp, loài người thông minh như vậy, những chuyện thần, thánh, ma quỷ như hiện nay có còn nhiều người tin và làm theo, đến thời kỳ đó có còn tồn tại không? Đức Phật dạy: Này ông A Na Luật, chuyện thần, thánh, ma quỷ là có chứ chẳng phải không. Nhưng trong lục đạo luân hồi này, loài nào ở vị trí của loài đó, không loài nào can thiệp vào loài khác được.
Hiện nay trên trái đất này có hai loài, một là loài người, hai loài súc sanh. Chúng ta dùng con mắt vật lý thấy được, còn muốn thấy các loài kia như muốn thấy các sinh vật ở các cõi trời phải sử dụng thiên nhãn, muốn thấy sự hình thành hay hoại đi của vạn vật hay một hành tinh phải dùng pháp nhãn, muốn thấy các cõi thần, các cõi cô hồn hay các tầng địa ngục phải dùng huệ nhãn. Như Lai nói rõ, mắt Phật nhãn thấy khắp trong càn khôn vũ trụ này và xuyên suốt trong lục đạo luân hồi. Còn các mắt kia không thấy lên được, như huệ nhãn chỉ thấy từ huệ nhãn trở xuống, pháp nhãn cũng vậy. Hiện nay có nhiều người biết những chuyện thần thánh ma quỷ không làm gì được ai. Sở dĩ họ truyền bá những việc trên có hai nguyên do chính như sau. Một, những người có lòng tham, họ muốn thôn tính đất đai để lấy tài nguyên và bắt người ngu muội làm nô lệ, nên họ bày ra có ông hay bà nào đó cho phước giáng họa, nên họ nhồi sọ người ngu khờ để dễ bề cướp lấy tài nguyên và sai khiến người khờ khạo phụng sự cho họ. Hai, người lanh lợi ăn nói lưu loát, họ muốn ngồi không mà cũng có ăn, có người hầu, vân vân, nên họ bịa ra những chuyện linh thiêng để sai khiến những người non lòng nhẹ dạ. Cũng nhờ vậy, họ mới lường gạt được những người ngu khờ. Ngài A Na Luật thưa hỏi thêm, kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy, đến đời Mạt Thượng Pháp, những người thời đó có nhận ra chỗ sai lầm này không? Đức Phật dạy, này ông A Na Luật, đến đời Mạt Thượng Pháp, bắt đầu có nhiều người nhận ra. Đến đời Mạt Trung Pháp, số người nhận ra lẽ thật rất đông. Cũng đến đời này, những người đi lường gạt người khác bắt đầu nổi giận, nên trả thù những ai dám nói ra lẽ thật này. Cũng vì chỗ chân thật này mà đến đời Mạt Hạ Pháp, loài người chém giết nhau không gớm tay. Ai nói đến tu hành giải thoát thì bị giết ngay. Đức Phật dạy thêm, nhìn lại biết tâm vọng của ông sẽ hỏi về sự sống trên trái đất này, nên dạy thêm để ông khỏi mất công thưa hỏi. Trong càn khôn vũ trụ này, căn bản là năm thứ như nói ở trên, nhìn lại chỉ nói ở phạm vi dục giới này có rất nhiều hành tinh như sau. Hành tinh không có sự sống là vật tư để hình thành hành tinh mới. Khi hành tinh nào đó bị hết tuổi thọ hay bị loài người phá bỏ đi, trong các ông có ai tu được thiên nhãn thông thấy trong khoảng không vũ trụ có lỗ đen thật lớn vận hành trái ngược chiều nhau, nhìn lại gọi đó là máy hút âm dương để tạo ra hành tinh mới. Hành tinh có sự sống là hành tinh mà loài người đang sinh sống ở đây vì tham vọng của loài người. Ai cũng muốn mình cai quản thiên hạ nên tranh giành tiêu diệt lẫn nhau. Sau cùng không kiềm chế được nên tự hủy hoại hành tinh này. Hoặc loài người lấy hết tài nguyên để cung phụng cho họ nên hành tinh này không còn tự cân bằng âm dương được, nên vận hành sai quỹ đạo, va chạm vào hành tinh khác rồi tự tan rã ra thành bụi không gian. Hình thành một hành tinh có sự sống. Nếu hình thành một hành tinh có sự sống, dù là lớn hay nhỏ, đều phải có đất, nước, gió, lửa, thực vật, vô số loài, động vật, vô số loài. Các động vật và thực vật, mỗi loài đều có đẳng cấp khác nhau như các thứ trên còn riêng biệt, chất cứng gọi là đất, chất lỏng ướt gọi là nước, chất khí không hình tướng gọi là gió, chất nóng cháy gọi là lửa, chất biết gọi là pháp giới tánh. Còn duyên hợp ở nơi vạn vật, chất đất, chất nước, chất gió, chất lửa, chất biết. Nếu duyên hợp của đất mà cao gọi là đồi hay núi. Nếu duyên hợp của nước nhiều gọi là biển, sông, hồ hay ao, vân vân. Tất cả năm thứ trên duyên hợp lại tạo thành những hiện tượng động gọi là sự sống. Người kiến thức thấp có ý tưởng tượng, họ bảo biển thì có thần biển, sông thì có thần sông, núi thì có thần núi, cây thì có thần cây, vân vân.
Các tưởng tượng ấy xét về vô hình thì không sai, nhưng cái sai là những người có đầu óc muốn lường gạt những người dại khờ. Họ đưa ra những hiện tượng ấy cho là có thần ban phước giáng họa, rồi hù dọa những người nhẹ dạ cả tin ấy để thưởng lợi. Mục đích chính của những người này là muốn ăn trước ngồi trên, để những người dại khờ đưa tiền cho họ xài mà không phải đi lao động mệt nhọc. Như Lai dạy, tất cả động vật là nói những vật động, còn thực vật là nói những vật tịnh. Có mặt trên thế gian này đều là do nhân quả cả. Đã là nhân quả thì của ai nấy nhận, chứ không đem nhân quả của mình chia sớt cho người khác được. Có lần, Như Lai đến vùng đất có người cầu xin thần linh cứu rỗi cho người đã chết. Những người ấy hỏi Như Lai, vậy chúng tôi cầu xin như vậy có được không? Như Lai không trả lời được hay không mà đưa ra ví dụ. Nếu ta thả cục đá xuống ao sông, các ông gõ mõ tụng kinh mà cầu cho cục đá ấy trồi lên mặt nước được thì đúng. Còn cục đá ấy không nổi lên được là các ông làm những chuyện vô ích. Nghe lời Như Lai nói vậy, các người ấy hiểu, không làm những chuyện mê lầm ấy và xin Như Lai dạy về chỗ chân thật của cuộc sống này. Như Lai liền nói và chứng minh nhân quả ở thế gian này. Các người ấy lãnh hội được và từ bỏ những việc làm mê lầm của mình. Còn duyên hợp ở động vật, chất cứng gọi là da, thịt, gân, xương, tủy, não, vân vân. Chất nước gọi là máu, mủ, mồ hôi, nước tiểu, vân vân. Chất gió gọi là hơi thở, chất lửa gọi là nhiệt độ hoặc là hơi ấm. Còn duyên hợp ở thực vật, chất cứng gọi là vỏ, lá, bông, trái, vân vân. Chất nước gọi là mủ, chất lửa gọi là thân nhiệt cây, chất biết gọi là tánh giác cây, còn cây sống lâu năm gọi là hồn cây. Ông A Na Luật xin hỏi Đức Phật câu sau cùng. Kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai dạy chúng con tu thanh tịnh thiền là để được trở về nguồn cội của chính mình. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn có dạy: khi thọ dụng bữa cơm, phải biết hồi hướng công đức và phước đức của chính mình về ngôi vị Phật của chính mình. Phần tu sĩ như chúng con hiểu và đã thực hiện, còn các vị U Bà Tắc hay U Bà Di, cũng như những tu sĩ và cư sĩ vào các đời sau, nếu có vị nào tu pháp môn thanh tịnh thiền, họ phải hồi hướng như thế nào để được trở về ngôi vị Phật của chính họ? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông A Na Luật: này ông A Na Luật, câu hỏi của ông rất phải. Đối với những người không tu pháp môn thanh tịnh thiền, nghe rất bình thường. Còn những người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này, phải hiểu biết tận tường thì mới chỉnh đúng đường về Phật quả của chính mình được. Ông hãy lắng nghe, còn riêng ông A Nan Đà phải nhớ rõ, để sau này các đệ tử lớn của Như Lai kiết tập kinh điển, ông nói lại lời dạy của Như Lai về phần kỉnh nguyện này để truyền lại cho hậu thế. Sau đây là lời kính nguyện của người tu sĩ hay cư sĩ tu thanh tịnh thiền. Trước khi dùng cơm phải kính nguyện như sau: Nam mô mười phương chư Phật, kính trình các ngài. Đây là thức ăn thanh tịnh của con. Trước khi con hưởng dụng, kính xin cúng dường mười phương chư Phật. Kính xin các ngài hưởng dụng và chứng minh cho con. Trước hết, xin hồi hướng công đức phước đức của con từ vô lượng kiếp đến nay về quả Phật của con. Sau, xin sám hối những lỗi lầm mà từ ngàn xưa đến nay con đã gây ra ở thế giới này. Cảm ơn cốc loại thu hút khí trời khắp trong hành tinh này để có hình thể nuôi con. Cảm ơn những người thương mại, gieo trồng và nấu nướng cho con hưởng dụng. Con xin hồi hướng công đức và phước đức cho những vị ấy. Kính xin mười phương chư Phật chứng minh cho con. Mô Phật. Đức Phật dạy kỹ thêm: khi đọc thầm lời kính nguyện nói trên, các ông phải niệm bằng thân tâm thanh tịnh, rỗng lặng và hằng sáng suốt, không được phát ra tiếng bên ngoài. Nhờ thân tâm thanh tịnh sáng suốt của các ông và thanh tịnh trong vũ trụ này
hai thứ hòa cùng nhau tạo thành thanh tịnh diệu kỳ. Nhờ đó mà đường về ngôi vị Phật của người tu thanh tịnh thiền đã được thiết lập. Cũng kể từ ngày giờ đầu tiên này, người tu pháp môn thanh tịnh thiền này được sự bảo vệ của mười phương chư Phật và thần Kim Cang. Cũng từ lần kính nguyện đầu tiên này, Ma Vương không làm gì được người tu thanh tịnh thiền. Cũng từ lời kính nguyện đầu tiên này, người tu ấy bắt đầu có cuộc sống mới và được mang danh là một Phật tử chân chính. Cũng có nghĩa hạt giống Phật bắt đầu nảy nở, cho đến khi nào về đến quê hương Phật của mình mới thôi, tức được trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi là Phật giới. Tất cả những vị có mặt, ai ai cũng cảm động rơi lệ và nói: chúng con chưa từng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn rành mạch và diệu kỳ như hôm nay. Ai ai cũng khóc. Ngài A Na Luật và tất cả những vị có mặt hết sức vui mừng lễ Đức Phật. Ông A Na Luật lui về chỗ cũ,